khoe ảnh sửa nhà cho bố mẹ, thầy thể dục được dân mạng khen ngợi. Xuân Đạt nói, anh đã tiết kiệm khoản tiền 150 triệu đồng để tu sửa ngôi nhà có tuổi đời 25 năm cho cha mẹ. Anh vui khi nhận nhiều lời khen, ủng hộ. Chia sẻ là hình ảnh về quá trình sửa nhà cho cha mẹ ở quê, Nguyễn Xuân Đạt, 28 tuổi, khiến dân mạng trầm trồ mang lột xác cho căn nhà cũ. Bên cạnh đó, ngoại hình điển trai, body chuẩn người mẫu của 9X Hải Dương cũng thu hút sự chú ý lớn. Xuân Đạt nói với Dinh, xuất phát từ đam mê kiến trúc, cũng theo dõi hội nghiện nhà từ lâu. Anh muốn chia sẻ thành quả của mình cho những người có cùng hứng thú. Anh bất ngờ khi nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy. Căn nhà cũ được xây từ năm 1994, bố mẹ mình mua lại vào năm 2017. Ngôi nhà cũ, ẩm, có bố cục lộn xộn. Thêm nữa phía sau, có nhiều cây bụi vừa mất mỹ quan, vừa dễ sinh muỗi. Mình cố gắng tiết kiệm tiền và lên kế hoạch sửa sang từ năm ngoái, tổng chi phí hết 150 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, anh gặp một số khó khăn như ở quê khó, tìm được các loại vật liệu đa dạng. Kinh phí hạn hẹp nên có một số thiếu sót. Xuân Đạt chọn mở rộng cửa sổ trước, thiết kế theo phong cách hiện đại. Phía ngoài nhà tắm tận dụng ánh sáng mặt trời, nội thất trong nhà được mua sắm để hợp trơ với kiến trúc mới. Dù còn có những điểm chưa như ý song khi nhận được lời khen ngợi từ mọi người, Xuân Đạt cảm thấy vui vẻ, phấn khởi vì công sức đã bỏ ra. Khi mình ngỏ ý sửa bố mẹ rất ủng hộ, nhưng chị nghĩ cũng chỉnh lại bình thường, chứ không nghĩ sẽ đẹp được. May mắn khi làm xong ai cũng bất ngờ và hài lòng. Chia sẻ thêm về bản thân, Xuân Đạt kể sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, anh hiện là giáo viên ở Trung tâm Phát triển Tài năng Thể thao Nhí tại Hà Nội. Thầy giáo thể dục vui vẻ khi dân mạng không chỉ bình luận tích cực cho căn nhà được khoác áo mới, mà còn dành lời khen cho ngoại hình của anh. Những bình luận của mọi người đều thú vị. Có người còn hỏi có phải mình phẫu thuật thẩm mỹ không? Nhưng mình cũng có giải thích không hề thẩm mỹ, bởi tham gia huấn luyện thể thao mà đụng dao kéo rất bất tiện. Xuân Đạt còn tham gia làm người mẫu thời trang, song anh chỉ dành phần nhỏ thời gian làm mẫu để thỏa mãn sở thích cá nhân. Vẫn chủ yếu làm công việc chính là dạy thể dục.